Xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến Auto 88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và hôm nay thì em đem một sản phẩm nó hơi khác biệt ở salon bên em về cho mọi người. Đây là chiếc Kia K5 phiên bản 2.0 Premium, sản xuất và đăng ký năm 2022. Xe một chủ từ đầu, tên cá nhân, mang biển số gốc thành phố anh chị nhé. Biển số gốc thành phố nghĩa là mặc định sang tiền Hà Nội, không mất 20 triệu tiền biển. Và vì sao bảo là hôm nay em mang sản phẩm nó hơi khác bên em, vì bên em chỉ bán gầm cao trong tầm tiền loanh quanh 1 tỷ. Đó thì hôm nay em đã mang một chiếc sedan về để phục vụ cho quý anh chị rồi đấy ạ. Nhưng ít nhất cũng phải là sedan hạng D anh chị nhá. Cũng phải là sedan hạng D. Đó, chiếc Kia K5 form mới hoàn toàn, nó quá đẹp luôn anh chị ạ. Quá đẹp luôn. Vẫn là cái ngôn ngữ thiết kế điêu khắc dòng chảy, nhưng mà đây là dòng chảy thế hệ 3.0 cực kỳ đẹp luôn anh chị ạ. Nó quá trường và dài. Giá bây giờ thì cũng đã quá là hợp lý rồi. Mật bị giá mới cho anh chị, giá mới lăn bánh là hơn 1 tỷ. Hơn 1 tỷ, nhưng em Thái Hòa sẽ bán với giá cực kỳ yêu thương. Đó, anh chị sẽ biết vào cuối clip nhá. Rồi, anh em mình sẽ cùng tìm hiểu chiếc xe này. Xe thì sơn zin gần như cả xe thôi anh chị ạ. Đó, xe thì được khoác lên mình màu xanh coban. Sơn zin gần như cả xe thôi. Xe thì mới chỉ chạy 1 vạn km, rất mới, rất mới. Thiết kế mới của Kia K5 đột phá hoàn toàn. Đột phá hoàn toàn so với thế hệ cũ anh chị ạ. Quá đẹp. Bạn Minh Khôi nhà em là về cứ mê mẩn chiếc Kia K5 này. Đây là bản full cao cấp Premium. Đó, xe được trang bị vành 5 chấu rất đẹp. Vành 5 chấu rất đẹp này. Lốp láp xe thì mới chỉ chạy 1 vạn km thì nó còn quá là mới rồi. Đèn của chiếc xe thì đều được trang bị đèn full LED anh chị nhé. Đèn full LED technology. Siêu siêu sáng. Mặt ca lăng dạng than tổ ong. Cái đợt chéo nhìn nói chung là quá là đẹp. Xe được trang bị full cảm biến xung quanh xe này, full cảm biến xung quanh xe này. Ồ, ở đây thì xe được trang bị camera 360. Camera 360 của Kia K5 trên thế hệ mới nó rất nét luôn anh chị ạ, nó rất là nét luôn. Đó. Nói chung là về thiết kế của mới của Kia K5 thì em Thái Hòa không thể chê vào đâu được. Không thể chê vào đâu được, nó quá đẹp. Nó quá đẹp. Và định vị phân khúc của Kia K5 bây giờ nó cũng đã giá nó đã xuống rất là nhiều so với những thế hệ cũ rồi. Wow. Đây là nội thất mới tinh của chiếc Kia K5 anh chị nhé. Xe này thì vừa về bên em chưa qua dọn dẹp hay spa một chút nào cả, đúng không ạ? Một chút nào cả, chưa qua spa gì cả. Này, xe được ốp vân gỗ xịn luôn anh chị này. Đó, ốp vân gỗ xịn này. Toàn bộ da đều được bọc da cao cấp. Kể cả ngay phần táp ly của chiếc xe cũng vậy. Đó, lên xuống kính auto này, gương kính chắc chắn là phải điều chỉnh điện rồi. Và rất nhiều chi tiết trên xe vẫn chưa bóc ni lông luôn anh chị nhé. Nói chung là cách thiết kế nội thất của chiếc Kia K5 này quá là đẹp và hoàn hảo. Đó, rất nhiều chỗ chưa bóc ni lông. Xe chạy 1,2 vạn, cái màn hình nó dài dã man luôn. Cái màn hình anh chị này, màn hình cũng chưa bóc ni lông luôn này. Đó, sạc không dây các kiểu trong này hết, đủ hết. Đây này, vẫn chưa bóc ni lông luôn anh chị ạ, chưa bóc ni lông luôn. Rồi, chủ xe người ta giữ gìn thật. Tất cả các phím điều hòa này cũng chưa bóc ni lông này, đều là cảm ứng này. Đó, ở đây thì có cổng sạc 12V này, cổng USB này. Phanh tay điện tử này, auto hold này, cam 360 này, cảm biến xung quanh xe này, 5 chế độ lái này, sấy sưởi ghế này, làm mát ghế này, hai ghế trước luôn anh chị nhá. Rồi là sấy sưởi vô lăng, đủ hết, sạc không dây thế hệ mới 2.0. Chỉ cần cho điện thoại vào đây thôi là nó sẽ tự sạc, mà sạc nhanh luôn anh chị nhá. Bây giờ nó là sạc nhanh luôn. Rồi, cái phần này cũng chưa bóc ni lông luôn này, mới quá anh chị ạ, mới quá. Gương chiếu hậu chống chói thế hệ mới này. Tất cả đèn nội thất trên xe thì đều được trang bị đèn LED. Mới. À, quên anh chị ơi. Xe được trang bị hai vị trí nhớ ghế này. 11 loa bâu này. Đó, hai hàng ghế trước thì đều được trang bị ghế chỉnh điện 12 hướng anh chị nhá. Và ghế thì được đục lỗ thông hơi. Đó, ở bên hông này xe cũng được trang bị chỉnh điện. Tiếp đến nữa anh chị nhá. Cửa sổ trời toàn cảnh này. Tiếp đến nữa này, lẫy chuyển số trên vô lăng này, Smart Cruise Control này, cảnh báo vượt trên gương, cảnh báo điểm mù thì xe đều được trang bị. Là một chiếc xe hạng D thì tất nhiên là hàng ghế sau của chiếc Kia K5 ngồi rất thoải mái luôn. Xin lỗi anh chị vì xe hơi bẩn vì em chưa qua spa dọn dẹp gì cả anh chị nhá. Đó, nhưng mà anh chị nhìn những cái chi tiết người ta kết hợp này, giữa da và cái đen, cái phần táp ly mạ đen bóng này nó rất là đẹp và sang trọng. Đằng sau thì xe được trang trí, được bổ sung thêm cả cửa gió điều hòa phía sau và được trang trí bởi những cái ốp chrome. Nó rất là đẹp và sang trọng, rất đẹp và sang trọng. Đó, ba tựa đầu rồi là bệ tì tay.
Giải led hậu đằng sau thì quá đẹp rồi đúng không anh chị? Quá là đẹp rồi. Con này em thấy hoàn còn chưa biết mở cốp ở đâu anh chị này. Để em tìm hiểu nhá. À đây đây đây, nhấn nút ở đây anh chị nhá. Đó, nhấn nút đây này. Nhấn nút đây. Ui xồi ôi, cốp này thì rộng rã man luôn. Cốp này em chắc chắn là phải đựng vừa 3 bộ gốp luôn. 3 bộ gốp luôn anh chị ạ. Dạ. Mới quá. Này, ni lông chưa bóc này, ni lông chưa bóc này. À, được cái là anh chị mua xe nhà em ấy thì em rất là thoải mái. Xe nhà em thì anh chị cứ đi check choác thoải mái đi. Khi nào ok nhất, anh chị thấy cảm thấy ưng ý nhất và thoải mái nhất thì về salon đặt cọc với em. Còn em không cần anh chị đặt cọc trước. Anh chị cứ đi check thoải mái làm sao để anh chị mua một chiếc xe cũ mà về yên tâm nhất, mà đêm hai vợ chồng là phải vui vẻ ngủ ngon với nhau, đúng không ạ? Rồi, hiện tại chiếc Kia K5 phiên bản 2.0 Premium sản xuất và đăng ký năm 2022, nghĩa là xe đi chưa đầy một năm đâu anh chị nhá. Sản xuất đăng ký vào năm 2022 mới chỉ đi có mấy tháng thôi ạ. Chạy 1 vạn km, biển gốc thành phố một chủ từ đầu, đang được Auto 88 chào bán với giá vô cùng yêu thương là 869 triệu đồng. Giá đã vô cùng hợp lý rồi anh chị nhá. À, với mức giá trên thì khi của anh chị đến trực tiếp tại cửa hàng, em vẫn có thể thương lượng và giảm giá cho anh chị. À, chiếc xe này thì bên em vẫn hỗ trợ trả góp ngân hàng lên tới 70% giá trị xe trong vòng 5 năm. Đó, anh chị có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ ngay qua số hotline ở trên màn hình 096 140 8888 hoặc là qua Facebook chính chủ của em là Trịnh Vũ Thái Hòa, hoặc là qua kênh TikTok chính thức của bố con nhà mình Khôi, đó là Thái Hòa Auto 88. À, thì em rất là cảm ơn anh chị đã xem hết video và mong sao là anh em mình, những người xem clip anh em mình có duyên với nhau. À, em xin kết thúc video tại đây ạ. Xin chào anh chị ạ. Chúc anh chị có một ngày làm việc thật hiệu quả và tràn đầy niềm vui.